Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Trong chủ đề của video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến với các anh em một số những cái mùi hương mà cá nhân mình khi mình xịt mình cảm thấy rằng nó không phải là nước hoa nữa rồi, nó là một cái mùi hương ở đấy mượt mà, mềm mại và có thể gọi là thuần khiết. Nó giống như kiểu tiếng Anh người ta gọi là natural ấy. Mình không biết là phải dùng từ nào để mà có thể diễn tả được, nhưng mình nghĩ rằng cái từ thuần khiết hoặc là tự nhiên đó thì nó sẽ hợp. Nó gần như là sát với cái ý mà mình muốn nói với các anh em. Nói ở đây nó ví dụ nó có thể là một cái mùi quả dừa, một cái mùi bông hoa đó. Thì khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ cảm thấy wow, nó thật là mượt mà, nó thật là mềm mại, nó đúng như cái mùi hương đấy, những cái mùi hương mà chúng ta ngửi ở ngoài đời. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Ok, còn bây giờ anh em mình hãy ngồi relax và let's go. Hai chai nước hoa đầu tiên đó là bộ đôi sản phẩm đến từ nhà Sacoloten. Nhắc đến nhà nước hoa này thì cái cá nhân cảm nhận của mình thì phong cách làm mùi của họ thường là hơi trầm lắng, suy tư và thậm chí là hơi buồn một chút. Nó giống như kiểu thành phố buồn đấy các ông ạ. Ví dụ như kể ở đây thì có thể là Umbos Vani hoặc là Chegui đó. Nhưng mà hôm nay thì mình không nhắc đến hai chai nước hoa này mà sẽ là hai chai nước hoa khác. Đầu tiên đó là Sacoloten Yodopo. Nếu như các anh em nào đang tìm hiểu tông mùi sữa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải cố gắng tìm bằng được chai này, bởi vì gần như là 90%, mình không dám nói là 100%, nhưng mà nó sẽ rơi vào tầm khoảng 60-70% các chai nước hoa kể cả niche indie không thể sử dụng một cách thuần thục nốt sữa để có thể làm bật lên cái tông sữa giống như ngoài đời đó. Đa phần những chai nước hoa có sử dụng nốt sữa thì họ chỉ có thể nó giống như kiểu là hơi một chút thôi, hơi thiên hướng về cái tông white floral hoa trắng ấy, chứ không thể nào mà nó giống như cái mùi sữa mà chúng ta vẫn thường hay được ngửi ở ngoài đời. Cho nên nhiều khi các anh em hay có giống như kiểu tưởng là tông sữa thì nó sẽ giống như kiểu những cái tông thơm ngậy như ở ngoài, nhưng không phải. Đa phần, mình không dám nói là tất cả, đa phần, có gọi đa phần có vẻ hơi quá nhỉ, một số lượng thì có một số lượng, kể cả niche indie nhá, khi mà họ sử dụng nốt sữa thì không thể nào mà giống được cái mùi sữa ở ngoài đời. Tuy nhiên với Yodopo thì là cái câu chuyện khác. Khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, một cái tông mùi sữa với một chút thơm của gạo, nó là tuyệt vời. Nó giống hệt như cái sữa mà chúng ta thường hay mua ở ngoài, hình như là sữa gì nhỉ, sữa bắp hay là sữa gì mình không nhớ, tự nhiên mình lại quên. Tuy nhiên khi mà mình xịt thì mình thấy wow, giống hệt như cái sữa đấy, rất là ngạc nhiên. Bởi vì như mình vừa nói, không có nhiều chai nước hoa có thể làm đúng lên được cái tông sữa, và Yodopo lại làm rất là ngon lành, rất là mượt mà. Do vậy anh em nào nếu như có ý định tìm hiểu về tông mùi sữa thì đây, Sacoloten Yodopo. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là Umbos, Le Fille de Berlin. Đây là một chai nước hoa tông hồng, và có thể nói rằng khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ nói thế nào nhỉ, ngập tràn trong một cái khu vườn hồng gì đấy, một cái khu vườn hồng tươi, một cái gì đấy rất rất là tinh tế. Mình nghĩ rằng chai nước hoa này thì nhiều anh em biết rồi, Le Fille de Berlin. Do vậy, hai chai nước hoa đầu tiên mà mình thấy rằng là nó rất là mượt mà và có cái độ tự nhiên chân thật rất là cao thì đó là Yodopo và Le Fille de Berlin của nhà Sacoloten. Sorry các anh em nếu như mình nói sai nhé, bởi vì tiếng Pháp thật ra nó mình cũng không phải là giỏi, mình không biết nói luôn. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là 4741 Cologne. Đây là một chai nước hoa có một cái lịch sử rất là lâu đời rồi, độ phải hơn 100 năm thì phải, mình không nhớ lắm. Nó là một sự kết hợp của Nelori và nếu mình nhớ không nhầm có cả xạ. Nó có sự tương đồng rất là lớn với Tom Ford Nelori Portofino hoặc là Thierry Mugler Cologne, một cái tông mùi soppy. Mặc dù có một cái hiệu năng mù rất là gọi là khốn nạn vì bám rất là kém, thì tầm hơn tiếng, tầm 2 tiếng rồi. Tuy nhiên khi mà chúng ta mà sử dụng chai nước hoa này, chúng ta sẽ cảm thấy một cái cảm giác rất là thư giãn, rất là giống như kiểu là một cái gì đấy có thể giúp cho chúng ta có thể là
giống như kiểu để cho cái tinh thần của mình nó sảng khoái hơn ấy. Có thể rất là, mình thấy chai nước hoa này để mà sử dụng khi mà tắm ấy rất là chuẩn chỉ để mà sử dụng, thì mình không nghĩ rằng đây là một cái sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên, nếu như chúng ta muốn một cái mùi hương nó rất là thuần khiết thì 4711 Cologne là sẽ giúp cho các anh em tinh thần của các anh em cũng phê pha ra phết nếu như chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý đó. Thì chai nước hoa thứ hai 4711 Cologne. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm đến từ nhà Creed Virgin Island Water. Ở chai nước hoa này nó là sự kết hợp của chanh tây và dừa đó. Khi mà xịt chúng ta sẽ, đầu tiên chúng ta sẽ cảm thấy một cái vị của chanh đó, vị thơm của chanh, và sau đó là cái tông dừa ngậy rất là chân thật hả. Đặc biệt rất là thích hợp trong những ngày hè. Mình rất là thích chai nước hoa này, sử dụng chai nước hoa này ví dụ trong những ngày hè đi biển dưới cái nắng ấy đó, xịt em nước hoa này là chuẩn bài luôn. Do vậy chai nước hoa tiếp theo đó là Creed Virgin Island Water, một cái mùi hương mềm mại thuần khiết và nó gần gũi với những cái mùi hương ở quanh chúng ta đó. Chai nước hoa thứ tư đó là Fragrance Center. Trong một cái video trước mình đã nói rồi, đây là một cái mùi hương vỗ đàn hương thật, một trong những chai nước hoa thật nhất, thuần khiết, gọi là đơn phương, chân phương, mùi tông mùi vỗ đàn hương Fragrance Center. Không nhiều hiện nay những chai nước hoa có sẵn trên thị trường có thể làm bật lên được cái tông gỗ đàn hương một cách thuần khiết, nhưng Fragrance Center là cái câu chuyện khác. Bây giờ mình chỉ nói thế thôi. Nữa đó là Dior Post Dajan. Đây là một chai nước hoa có sử dụng iris, một cái nốt mùi hương mình rất là thích. Iris, nhựa benzoin thì phải, hoặc là cái gì đấy. Khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ cảm thấy bình thường. Iris nó có một cái điểm gọi là hơi nhược điểm một chút, đó là cái tông nó hơi gây ngái, ví dụ như Pralalome mình cảm thấy rằng nó có một cái hơi nhược điểm, đó là cái tông diên vĩ của nó mới lần đầu xịt nó sẽ cảm giác hơi ngái và nó làm cho người ta cảm thấy hơi khó chịu, nó sẽ phải mất vài lần để có thể làm quen. Nhưng với Dior Post Dajan thì ở chai hoa này cái tông diên vĩ mix cùng với cái nhựa rất là mượt mà rất là, nó giống như kiểu khi mà chúng ta ngửi chúng ta cảm giác nó rất là, nó như này, nó trầm trọng, nhẹ nhàng và sâu lắng, không hề có một cái, thấy một cái gì đấy nó gợn lên, không thấy một cái đợt sóng gì đấy đó, một dạng kiểu như thế. Và mình, đấy là cái điểm mình rất là thích ở chai nước hoa này Post Dajan, đặc biệt rất thích hợp với môi trường văn phòng hoặc là những, trong những môi trường không gian hẹp thì chai nước hoa này đúng là như hổ thêm cánh đó. Và cuối cùng đó là Guerlain Homme Eau de Parfum, một tông mùi giữa bạc hà và hoắc hương. Chúng ta khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này nó giống một ly cocktail, phong một phong cách classic cổ điển. Ở chai nước hoa này thì mình nói nhiều rồi nên mình không cần phải nói nữa đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà khi mà mình xịt mình cảm thấy nó rất là mượt, thuần khiết và có một cái độ chân thật mùi rất là cao. Thì nếu như anh em nào mà thích, ví dụ như là tìm thích cái kiểu những cái style, một style mùi như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo đó. Thì video của mình đến đây là hết, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nha. Bây giờ anh em mình bye bye.